Chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. Xin xem tiếp đoạn thứ tư kế đó. Đối biện thành lệ. Ngài Thanh Lương đã giải thích đơn giản. Dị nhược dĩ sơ, hậu nhị sự. Tương đối biện lệ, lược hữu thập lệ. Sơ hậu là nói đến các bài kệ tụng trong phần sau. Cứ mỗi bài kệ là bốn câu. Xem xét đối chiếu câu đầu tiên và câu cuối cùng. Câu đầu tiên đều là nói về sự. Câu cuối cùng là nguyện. Vì thế, mỗi bài kệ đều có sự và nguyện. Tiếp đó, Ngài cũng nêu các thể lệ rất rõ ràng. Ngài đã nêu ra 10 thể lệ. Thể lệ thứ nhất chính là hội sự đồng lý. Đấy là một thể lệ. 10 thể lệ này cũng là cương lãnh. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nếu quý vị đã hiểu rõ, có thể nói là thảy đều vận dụng những thể lệ ấy vào cuộc sống, vận dụng vào xử sự, đãi người, tiếp vật. Như trong phần trước đã nói, Bồ Tát thiện dụng kỳ tâm. Chúng ta phải học từ chỗ này. Hễ học hiểu, sẽ sống cuộc đời của Phật, Bồ Tát. Hiện tiền trong thế gian này, sống cuộc đời của Phật, Bồ Tát, trong ấy thật sự có niềm vui thú. Thật đúng như tiên sinh Phương Đông Mỹ đã nói, là sự hưởng thụ cao nhất trong đời người. Chẳng áp dụng vào Kinh Hoa Nghiêm, câu nói ấy sẽ rất khó lãnh hội. Sự hưởng thụ cao nhất trong đời người mà, có thể tịnh hạnh, có thể thực hiện. Chúng ta thi hành, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ, tạo tác, thảy đều đạt đến thanh tịnh. Trong Phật Pháp thường nói, tâm tịnh, ắt cõi Phật tịnh. Tịnh bằng cách nào? Phẩm tịnh hạnh đã cung cấp phương pháp tốt nhất. Những điển hình tốt nhất. Người có tâm hãy nên học tập. Tâm tịnh, hành thiện. Tịnh và thiện chẳng tách rời. Niệm Phật có lẽ nào chẳng giảng sanh? Nay chúng ta xem thể lệ thứ nhất, tức là hội sự đồng lý. Như Bồ Tát tại gia, sự giả, tánh thông, lý giả. Đây là bài kệ tụng đầu tiên trong phần sau. Bồ Tát tại gia, đương nguyện chúng sanh tri gia tánh không, miễn kỳ bức bách. Nói về tại gia Bồ Tát, tại gia tu hành vẫn có thể thành Phật. Giống hệt như bậc xuất gia. Xuất gia mà nếu chẳng biết tu hành sẽ chẳng bằng tại gia. Tại gia và xuất gia là một, chẳng hai. Quý vị sẽ nhập pháp môn bất nhị,
Đó là cảnh giới cao nhất trong Phật Pháp. Chúng ta xem kinh văn nói về Bồ Tát tại gia. Mở kinh văn của kinh Vô Lượng Thọ ra xem. Nghiễm nhiên Đức Thế Tôn đã nói tới 16 vị tại gia Bồ Tát. Hiền hộ đẳng thập lục chánh sĩ, đấy là hàng tại gia Bồ Tát. Thuộc địa vị gì? Thưa cùng quý vị, đẳng giác Bồ Tát. Các ngài chứng đắc địa vị chẳng hai, chẳng khác Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền. Ngài Hiền Hộ đứng đầu các vị tại gia Bồ Tát. Giống như trong một đoàn thể, ngài là trưởng nhóm. Trong Phật Pháp thì gọi là thủ tọa. Ngài có đức hiệu là Hiền Hộ. Trong ấy bao hàm ý nghĩa rất sâu. Hiền là nói về sự thành tựu của chính ngài. Sự thành tựu của ngài chẳng khác Phổ Hiền. Hộ là hộ pháp, hộ trì chánh pháp. Chánh pháp tồn tại lâu dài trong thế gian, hộ trì chúng sanh ít tai, ít nạn. Hộ trì người tu hành được hết thảy những điều thuận tiện. Quý vị thấy ý nghĩa trong danh hiệu Hiền Hộ sâu cỡ nào? Tại gia Bồ Tát đấy nhé. Phật Pháp có thể tồn tại lâu dài trong thế gian hay không? Thưa cùng chư vị, chẳng phải là trách nhiệm của hàng xuất gia Bồ Tát, mà là trách nhiệm của tại gia Bồ Tát. Người tại gia có cảm, Phật Bồ Tát sẽ có ứng. Kẻ tại gia chẳng cảm, Phật Bồ Tát sẽ không đến. Thế nhưng chúng sanh đang mê, họ làm sao có thể biết chuyện này cho được? Giống như trong Thích Ca Phổ có chép, Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện thành đạo, ban đêm thấy sao mai, đại triệt đại ngộ. Đức Thích Ca thành Phật. Sau khi thành Phật, sự nghiệp của ngài là phổ độ chúng sanh. Độ chúng sanh thì nhất định phải có chúng sanh đến khải thỉnh. Người thế gian chẳng biết chuyện này, cũng chẳng có ai đến khải thỉnh. Nếu lúc đó chẳng có ai đến khải thỉnh, Đức Phật sẽ thị hiện nhập Niết Bàn, ngài ra đi. Ah,
Người thế gian chẳng biết. Chư thiên tịnh cư trông thấy. Tịnh cư thiên ở đâu? Ngũ bất hoàng thiên trong tứ thiền thiên, được gọi là tịnh cư thiên. Tứ thiền là cõi phàm thánh đồng cư. Đệ tứ thiền có phước báo lớn nhất, chẳng có đại tam tai. Vì thế tứ thiền là phước điền. Thánh nhân ở trong ấy, thánh nhân là hàng thánh nhân thuộc tam quả, cũng tu hành ở nơi đó. Tam quả là A-na-hàm. Các ngài chẳng đến nhân gian, chẳng tới dục giới, mà tu hành ở nơi đó. Từ nơi ấy, nếu vượt lên cao hơn, sẽ thoát khỏi lục đạo, chứng quả A-la-hán, sẽ vượt khỏi lục đạo. Đấy là thánh nhân. Các ngài trông thấy Đức Phật thị hiện thành đạo. Các ngài có thiên nhãn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện thành đạo dưới cội Bồ Đề. Chẳng có ai đến khải thỉnh. Các ngài vội giáng xuống. Đã giáng xuống, bèn biến thành thân người, đối trước Thích Ca Mâu Ni Phật đảnh lễ, thỉnh lão nhân gia trụ thế, hoằng pháp lợi sanh. Những vị tịnh cư thiên đã thay chúng ta khải thỉnh. Nếu chẳng có các vị ấy khải thỉnh, sẽ chẳng có 49 năm giảng kinh thuyết pháp của Đức Thế Tôn. Ngài thành Phật nhập bát niết bàn, chẳng có ai biết. Vì sự khải thỉnh ấy, Đức Phật mới trụ thế. Do vậy, chư thiên tịnh cư quá thân làm người cầm đầu, thỉnh Đức Phật thuyết pháp. Các ngài đến nghe kinh đầu tiên, lắng nghe Phật pháp. Dần dần, do thấy có người đang nghe, Thích Ca Mâu Ni Phật đang giảng kinh, có mấy người đang ngồi nghe tại đó, kẻ khác tò mò cũng đến. Những người như vậy kéo đến ngày càng nhiều. Nghe Đức Phật giảng, Đức Phật giảng khế cơ, khế lý. Trừ phi quý vị chẳng tiếp xúc, hễ quý vị tiếp xúc, chẳng có ai không sanh lòng hoan hỷ. Quý vị có vấn đề nghi nan gì nêu ra, Đức Phật đều giải đáp cho quý vị. Đã kéo đến, thính chúng ngày càng đông. Vì sao? Hình thành tăng đoàn. Sự nghiệp giáo học từ đấy bèn triển khai. Vì thế, đối với chuyện chánh pháp tồn tại lâu dài trong thế gian, hàng tại gia Bồ Tát khởi tác dụng to cỡ nào? Hiện thời, chánh pháp chẳng tỏa trạng. Vấn đề xuất hiện ở chỗ nào? Hàng tại gia Bồ Tát chẳng nghe kinh. Hàng tại gia Bồ Tát chẳng nghiêm túc tu hành. Họ bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh xã hội. Hiện thời có khá nhiều vị tại gia Bồ Tát cầu phước, tu phước báo, đến đạo tràng, chùa miếu thắp nhang, đến dựng chùa, đến tạo kim thân Phật, tạo tượng Phật. Tất cả đều là những chuyện thuộc về tu phước, chẳng mở mang trí huệ. À,
Họ chẳng hiểu trong chánh pháp thật sự có huệ. Trong huệ nhất định là có phước. Trong phước chẳng có huệ. Người có trí huệ há chẳng có phước báo sao? Há có lẽ ấy. Người có trí huệ nhất định sẽ đặt tu huệ hàng đầu. Phước là thứ kèm theo, phước báo là thứ kèm theo. Đấy là chẳng sai. Chỉ chú trọng tu phước, sơ sót tu huệ, sai lầm mất rồi. Chuyện này khiến cho chúng tôi nghĩ đến thuở Đạt Ma Tổ Sư sang Trung Hoa. Có người tiến cử ngài lên Lương Vũ Đế. Lương Vũ Đế là Phật tử Kiền Thành. Nghe nói có một vị cao tăng Ấn Độ đến Trung Hoa, ngay lập tức triệu kiến. Chúng ta biết Vũ Đế hộ trì Phật Pháp nổi tiếng trong lịch sử. Nhà vua suốt đời dựng chùa. Theo sách sử ghi chép, nhà vua đã dựng 480 ngôi tự miếu, am đường lớn nhỏ. Độ tăng, vua ưa thích người xuất gia. Đối với người xuất gia, nhà vua đều tu cúng dường mười mấy vạn người. Đấy là bậc đại hộ pháp trong Phật môn. Bản thân nhà vua cũng cảm thấy rất tự hào. Tiếp kiến Đạt Ma Tổ Sư, Lương Vũ Đế bèn hướng về tổ thỉnh giáo. Trẫm làm nhiều chuyện như thế, công đức của trẫm có lớn hay không? Trẫm có công đức to cỡ nào? Đạt Ma Tổ Sư trả lời nhà vua bằng một câu: tịnh vô công đức. Nhà vua làm những việc ấy chẳng có công đức chi cả. Lương Vũ Đế nghe vậy rất cục hứng, nói năng chẳng hợp ý, bèn đuổi tổ đi. Nếu Lương Vũ Đế hỏi phước đức của ta to cỡ nào, tổ sẽ trả lời phước đức to không cùng. Đó là chuyện thuộc về phước đức, chẳng phải là công đức. Công đức là gì? Công đức là tu thanh tịnh, bình đẳng, giác. Đấy là công đức. Do đó, phước đức và công đức chẳng giống nhau. Làm nhiều chuyện như vậy, chấp tướng. Hãy chấp tướng sẽ là phước đức, ly tướng là công đức. Sự là như nhau. Làm nhiều chuyện như thế, nếu coi như chẳng có chuyện ấy, làm mà không làm, không làm mà làm, đó là công đức. Nhất định phải phân biệt rõ ràng giữa công đức và phước đức. Nói cách khác, tâm thanh tịnh, làm hết thảy việc thiện thì đều là công đức. Tâm ô nhiễm, có cái tâm ích kỷ, mưu cầu tiếng tâm lợi dưỡng xen lẫn vào, làm bất cứ thiện sự gì đều là phước đức. Vì thế, nhìn theo sự tướng sẽ chẳng nhìn ra, nhìn từ tâm địa sẽ hiểu rõ rành rành. Đàn Kinh đã nói rất hay: thử sự phước bất năng cứu. Thử sự chính là đại sự sanh tử. Nếu muốn thực hiện đại sự vượt thoát lục đạo luân hồi, cậy vào phước đức sẽ chẳng làm được. Phước đức là đời sau quý vị sẽ đạt được phước báo nhân thiên. Chúng ta hiểu những chuyện Lương Vũ Đế đã làm thuộc về phước báo nhân thiên. Hơn nữa, do phước báo mà sanh vào thiên đạo thì cũng chỉ giới hạn trong dục giới thiên. Nhưng đối với dục giới thiên, chúng ta thường thấy là sanh vào tứ thiên dương và đao lợi thiên.
chứ do phước báo mà mong sanh vào Dạ Ma Thiên e rằng chẳng được. Để sanh vào Dạ Ma Thiên phải tu định. Nhà vua chẳng có công phu ấy, vì thế sẽ sanh vào dục giới thiên, chẳng thể thoát khỏi lục đạo luân hồi. Đại gia Bồ Tát hộ pháp thì phải nên vượt trội Lương Vũ Đế, chẳng thấy chính mình đã làm nhiều chuyện như vậy. Những chuyện ấy là phước báo, chúng ta chẳng có phước báo to như vậy, nhưng chúng ta tận tâm tận lực thực hiện, phước báo sẽ viên mãn. Người ta có một vạn đồng, bỏ ra 1.000 đồng để làm chuyện tốt, 1/10. Ta chỉ có 100 đồng, ta đem trọn 100 làm chuyện tốt, tỷ lệ của ta là 100%. Phước báo của ta vượt trội người đó, cho thấy chẳng phải là người nghèo không thể làm chuyện tốt. Tu phước hoặc tu tập tích lũy công đức chẳng phân biệt giàu hay nghèo, ai nấy đều có thể làm được viên mãn. Chỉ cần cái tâm của quý vị thanh tịnh viên mãn, không có gì chẳng viên mãn. Phật pháp nói hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng, chúng ta phải hiểu ý nghĩa của câu nói ấy. Tâm quý vị viên mãn, phước đức và công đức của quý vị sẽ viên mãn. Có mong cầu được báo đền, cầu phước cho đời sau, sẽ đạt được phước đức. Chẳng mong cầu báo đền, ta cầu sanh tịnh độ, đấy là công đức. Trọn chẳng cầu đời sau làm quan, phát tài chẳng có ý niệm ấy. Tu tập hết thảy các việc thiện vì chúng sanh, chẳng vì chính mình, mà vì chánh pháp tồn tại lâu dài, thì mới có thể thoát lìa tam giới lục đạo. Những điều ấy là sự Bồ Tát biết tánh không, sự có tánh không, do vậy tánh không là lý. Quý vị thấy đó, đối với lý và sự biết tánh không, vì sao người ấy không chấp trước, vì sao chẳng cầu phước báo? Trong Phật môn có nói, trong kinh điển có nói, người thế gian làm quốc vương hay làm tổng thống trong hiện thời, làm đại thần, hiện thời nói là bộ trưởng, hoặc làm tỉnh trưởng, phước báo tu từ chỗ nào? Nói theo Phật pháp, đều là do trong đời quá khứ đã cúng dường tam bảo mà đạt được phước báo đấy. Nếu quý vị tu tài bố thí, đời này quý vị sẽ đạt được của cải, hộ trì tam bảo, phước báo là đế vương, chức vụ đứng đầu bá quan, là bậc quý nhân quyền quy, vinh hiển, đều là do tu phước nơi tam bảo. Nếu chuyên tu tại bố thí, đời này người ấy sẽ được giàu to. Chẳng có địa vị, nhưng phát tài to lớn. Chuyên môn chỉ hành pháp bố thí, người ấy thông minh, trí huệ.
Hiện thời những vị được gọi là chuyên gia, học giả, các giáo sư nổi tiếng đều là do đời trước đã tu pháp bố thí mà đạt được quả báo. Tu vô úy bố thí sẽ được khỏe mạnh, sống lâu. Chuyện này cũng chẳng phân sang hèn. Chúng ta thấy rất nhiều người nghèo, là người ở nông thôn, sống hơn 100 tuổi, thân thể rất khỏe mạnh. Tôi ở Úc, tại Úc có một thôn toàn là người già, đều trường thọ, 80 tuổi là người trẻ nhất, 90, hơn 100 tuổi vẫn làm việc. Động tác rất linh hoạt. Hỏi đến tuổi tác đã ngoài 90, chúng ta chẳng thể không tôn kính. Cuộc sống khá nghèo khổ, họ rất khỏe mạnh, sống lâu là do trong đời quá khứ đã tu vô úy bố thí. Nghèo khổ là vì chẳng tu tài bố thí. Chúng ta thấy vậy, trong tâm cũng hiểu rất rõ, mong chính mình đạt được. Nếu chúng ta muốn sống lâu, phải tu vô úy bố thí. Nếu muốn thông minh, trí huệ, ta phải tu pháp bố thí. Nếu muốn đạt được của cải, tiền bạc, tiêu dùng chẳng thiếu thốn, ta phải tu tài bố thí. Tu ba thứ bố thí sẽ đạt được ba thứ quả báo ấy. Nhưng chẳng phải là làm quan lớn, chẳng phải là người lãnh đạo trong các tầng lớp xã hội, chẳng phải vậy. Người lãnh đạo nhất định đối với Tam Bảo, điều trọng yếu nhất là hộ pháp, hoằng pháp và hộ pháp. Trong việc hoằng pháp và hộ pháp cũng có rất nhiều người xuất gia, tu hành rất khá, hoằng pháp lợi sanh. Nhưng tham luyến phú quý thế gian, trông thấy đế vương, thấy tể tướng, rất hâm mộ. Được rồi, đời sau ra sao? Đời sau sẽ giống như họ, làm đế vương, làm tể tướng, tu được quả báo ấy. Vì thế Thích Ca Mâu Ni Phật đã nêu tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Ngài sanh vào nhà đế vương, là vương tử, dứt bỏ ngôi vua, dứt bỏ vinh hoa phú quý, nêu gương tốt nhất. Quý vị muốn làm một vị đế vương, tuyệt đối chẳng phải là tu phước trong Phật môn một đời. Chúng ta ngẫm xem, phước báo đế vương tối thiểu là 10 đời. Quý vị thấy Ngộ Đạt Quốc Sư 10 đời tu hành, Ngài chẳng mong làm hàng tại gia, 10 đời đều là xuất gia. Ngài đạt đến địa vị quốc sư, hoàng thượng tôn Ngài làm thầy, làm quốc sư, khiến cho chúng ta liên tưởng. Nếu Ngài luyến mộ phú quý nhân gian, do 10 đời tu hành, nếu chẳng làm hoàng thượng, tối thiểu cũng làm tể tướng. Nhưng hễ hưởng phú quý sẽ mê hoặc. Đã mê hoặc thì nếu do một chánh sách sai lầm, quý vị đã hại bao nhiêu người. Phước đức tu hành trong 10 đời đều bị chiết giảm hoàn toàn. Điều này đáng sợ lắm. Rất có thể xảy ra. Chúng ta thấy khá nhiều đế vương vào cuối triều đại. Đừng nhìn vào những vị vua khai quốc, bậc khai quốc rất thông minh, có trí huệ. Đó là gì? Họ tu hành 10 mấy đời, chẳng bỏ tu huệ, cho nên chẳng hồ đồ,
Nếu tu phước trong Phật môn, tu đại phước báo mà sơ sót tu huệ, tức là sơ sót đối với phương diện nghe kinh, nghe pháp, y giáo tu hành, chỉ chú trọng chăm sóc tăng đoàn, giúp đỡ đại chúng tu hành. Đấy là sơ sót tu huệ. Phước báo trong tương lai của họ là làm vua cuối triều đại. Họ chẳng có trí huệ nhưng có đại phước báo. Do có quyền thế như vậy, họ làm rất nhiều chuyện sai quấy, tạo rất nhiều tội nghiệp. Nhân quả nói ra sẽ rất phức tạp, hãy chú tâm lãnh hội. Hưởng hết phước, nghiệp báo hiện tiền, phải đọa trong tam đồ. Kinh Phật gọi là tam thế quán. Đời thứ nhất tu phước, có đại phước báo, làm đế vương vào cuối triều đại. Làm đế vương đều là đại phước báo. Nói chung là do đã tu phước trong nhiều đời nhiều kiếp, nhưng luôn thiên trọng phước, thiếu sót tu huệ. Nhân như thế nào sẽ có quả như thế ấy. Bậc đế vương khai quốc, mấy đời vua đầu nhất định đều là phước huệ song tu. Vì thế họ chẳng hồ đồ, chẳng điên đảo, chẳng thể nói là không có chánh sách sai lầm. Vẫn có, ít thôi. Vẫn đúng là nhiều thiện sự, ít chuyện bất thiện. Sau khi đã chết vẫn chẳng mất phước báo nhân thiên, dư phước đấy, nhưng chẳng lớn như phước báo trước đó. Vì thế có thể hiểu sự có tánh không. Tướng có, lý không. Hiểu đạo lý này, quý vị sẽ không chấp trước. Câu thứ hai, xử nhiễm phi nhiễm lệ. Thể lệ này cũng rất hay. Như nhược đắc ngũ dục, nhiễm giả, bạc trừ dục tiễn. Dục tiễn là tỷ dụ phi nhiễm giả. Điều này có nghĩa là gì? Ở trong ô nhiễm mà chẳng nhiễm. Công phu chân thật, Bồ Tát chẳng lìa nhà. Ở nhà thì ngũ dục, lục trần, thứ gì cũng đều trọn đủ. Nhưng Bồ Tát tâm địa thanh tịnh, biết phàm những gì có tướng đều là hư vọng, biến gia đình thành đạo tràng, coi thân quyến như pháp lữ, coi như đồng tham đạo hữu, tu tâm thanh tịnh trong ấy, cao minh thay. Đấy là xử nhiễm nhi bất nhiễm. Ngài hoàn toàn chẳng lìa ô nhiễm, nhưng có thể bất nhiễm. Đấy là có công phu bậc khá. Phải có gia giáo rất khá. Thời cổ chẳng ít người có công phu và sự thành tựu ấy. Hiện thời chẳng có. Dẫu trong đời quá khứ quý vị có thiện căn sâu dày, nhưng trong đời này quý vị từ nhỏ chẳng được chăm sóc kỹ càng,
Chẳng có ai dạy quý vị hàng ngày xem tivi, hàng ngày tiếp xúc xã hội hiện tại, dần dần quý vị sẽ bị chúng quân tập, thiện căn bị mai một. Thiện căn chẳng thể hiện tiền. Sau khi quý vị đã dưỡng thành tập khí không tốt, dưỡng thành tập tánh bất thiện, làm sao quý vị có thể thành tựu cho được? Do vậy, chúng ta thấy các vị đế vương khai quốc nhà Châu, tức Thái Công, Dương Quý, Văn Dương, đã tích lũy công đức trong bao nhiêu đời, trong gia đình sanh ra thánh nhân, phu nhân của Thái Công là Thái Khương, phu nhân của Dương Quý là Thái Nhậm. Thái Nhậm là mẹ của Văn Dương, Thái Khương là bà nội của ngài, đều rất hiểu cách dạy trẻ. Dạy trẻ nhỏ ngăn ngừa ô nhiễm. Bảo vệ bản tánh của chúng. Bản tánh vốn lành, nhân chi sơ, tánh bổn thiện. Làm thế nào để có thể bảo vệ tánh vốn lành, không cho trẻ bị ô nhiễm? Đặc biệt là Thái Nhậm, tức là mẹ của Văn Dương, khi hoài thai bèn thai giáo, mục bất thị ác sắc, nhĩ bất văn dâm thanh, khẩu bất xuất ngạo ngôn. Đối với thân, ngữ, ý, như nhà Phật đã nói, bà đều giữ thanh tịnh, thiện lương, tâm địa thanh tịnh, hành vi thiện lương, ảnh hưởng thai nhi, còn chưa sanh ra, còn đang mang thai mà đã dạy như vậy, dụng tâm như vậy. Văn Dương được sanh ra, chúng ta có thể suy ra mà biết mẹ ngài sẽ giáo dưỡng như thế nào. Do vậy, thánh nhân là do dạy dỗ mà ra, hiền nhân là do dạy dỗ mà ra, người tốt cũng là do dạy dỗ mà ra. Hiện thời, mọi người nói đến phần tử khủng bố, tôi cũng nói, phần tử khủng bố cũng là do dạy dỗ mà ra. Tùy thuộc quý vị dạy như thế nào, kiến quốc quân dân, giáo học di tiên. Đối với quốc gia, giáo dục được xếp hàng đầu. Đối với gia đình, giáo dục cũng được xếp hàng đầu. Quý vị làm cha mẹ, dạy dỗ con cái theo kiểu nào? Nếu quý vị chẳng khéo dạy con, cả hai vợ chồng đều có cuộc sống bận rộn, giao con cho người hầu, người hầu chuyện gì cũng chẳng biết, họ chỉ mong trẻ nhỏ ngoan ngoãn, chẳng làm phiền họ, sẽ cho trẻ xem tivi, trẻ coi say sưa, sẽ ít làm phiền kẻ hầu. Trẻ sẽ học gì từ tivi? Học bạo lực, tình dục, giết, trộm, dâm, dối. Chẳng phải là quý vị dạy trẻ làm phần tử khủng bố ư? Nó lớn lên, chẳng cần nói là rất lớn. Hiện thời, tôi nghe nói, các đồng học có kể cho tôi biết, trong những kẻ phạm tội, lứa tuổi phạm tội nhỏ nhất là cỡ tuổi nào? 2 tuổi.
4 năm tuổi đã giết người. Ở Mỹ, chúng tôi thấy một đứa học trò nhỏ giết bạn học, giết thầy. Thế mà cái tin ấy chẳng phải là tin tức nóng sốt, thường xuyên có chuyện như vậy mà. Chuyện ấy chẳng coi ra gì ư? Quý vị dạy chúng nó thành phần tử khủng bố, quý vị đã đào tạo chúng nó đấy. Phần tử khủng bố ở nơi đâu? Trong gia đình. Chúng nó chẳng biết hiếu thuận cha mẹ, chẳng biết tôn trọng bậc tôn trưởng. Từ nhỏ đã trả treo với người lớn. Chuyện này chẳng phải là chuyện nhỏ, chớ nên coi thường. Nếu lớn hơn một chút, nó sẽ cùng quý vị cãi cọ. Lại lớn hơn chút nữa, nắm đấm của nó lợi hại hơn quý vị, nó sẽ đánh đấm. Thể đánh đấm bèn cua dao, rút súng. Vì thế, phần tử khủng bố từ trong nhà quý vị dạy ra. Quý vị nói có đáng sợ lắm hay không? Nếu quý vị muốn một nhà hòa thuận, phải dạy dỗ con cái bằng sự giáo dục của Thánh Hiền. TV lẫn Internet đều chớ nên xem. Khi tôi ở Mỹ, lúc đó cháu nội của Hàn quán trưởng học lớp 1 tiểu học. Lớp 1 của Mỹ đã dùng computer để dạy học. Trẻ đã học rành cách dùng computer. Trong computer có những tiết mục gì, người lớn chẳng biết. Buổi tối thấy trẻ nhỏ đã khuya lắc khuya lơ, vẫn còn đang coi computer. Người làm cha mẹ nói, quý vị thấy con tôi chăm chỉ ghê chưa? Đã khuya như vậy mà nó vẫn còn làm bài, vẫn chưa ngủ. Nó đang xem gì? Xem tình dục, xem bạo lực. Quý vị cũng không biết. Quý vị cứ tưởng nó đang làm bài tập, hả? Nó có lắm bài tập như vậy ư? Học trò tiểu học há có bài tập phải làm đến nửa đêm, làm tới 1-2 giờ sáng vẫn chưa xong? Chẳng có lẽ ấy. Người lớn chẳng cảnh giác, còn khen ngợi. Chẳng có tánh cảnh giác, chẳng biết dạy trẻ nhỏ. Như vậy là đời sau trong gia đình của quý vị chẳng xuất hiện thánh nhân, chẳng sanh ra hiền nhân, mà sẽ sanh ra phần tử khủng bố. Quý vị chớ nên không biết. Trẻ nhỏ xác thực là có thiện căn, cần được người khác dạy bảo. Chớ nên không biết điều này. Cháu nội của quán trưởng vẫn khá lắm, vì bà nội thường dạy nó, kèm cặp nó cho đến 12 tuổi, coi như là có một chút căn cội, có năng lực phân biệt thị phi, thiện ác. Điều này chẳng dễ dàng. Vì thế, kẻ làm cha mẹ trong hiện thời không biết cách dạy dỗ. Ở Mỹ, chúng tôi đã gặp một thầy giáo tiểu học là Long Khắc Lạp Khắc. Hiện thời, ông ta rất nổi tiếng tại Mỹ. Trong học đường, thầy Long dạy tiểu học, chuyên môn dạy những đứa trẻ ương bướng, những đứa trẻ cứng đầu. Những thầy giáo khác chẳng thể dạy, bèn giao cho thầy Long dạy. Thầy đều đạt được hiệu quả rất tốt đẹp. Thầy dùng phương pháp gì để dạy? Phương pháp của thầy Long vốn là do bà nội dạy thầy từ nhỏ. Phải biết làm người như thế nào, xử thế như thế nào, do bà nội dạy cho thầy. Thầy Long viết thành một tập sách nhỏ gồm 55 điều nhằm dạy người khác.
thu được hiệu quả rất tốt. Đệ tử quy gồm có 113 điều, nội dung phong phú hơn 55 điều ấy quá nhiều. Nếu cha mẹ đều hiểu đạo lý này, dựa theo đệ tử quy để dạy con cái, con cái trong tương lai sẽ là thiện nhân, là hiền nhân, tiến cao hơn sẽ là thánh nhân. Trong gia đình chẳng xuất hiện nhân tài, cha mẹ có trách nhiệm. Quý vị phải nghiêm túc, phải học, khéo dạy dỗ con. Đặc biệt là trong xã hội hiện tại, do hết thảy ô nhiễm, hết thảy những thứ bất thiện đã qua trung gian của TV và Internet mà ngấm vào tận gia đình của quý vị. Vì thế, câu này ở nơi đây chính là công phu tu hành đắc lực. Có năng lực ở trong ô nhiễm mà chẳng tiếp nhận ô nhiễm, biến đổi nhiễm thành tịnh. Câu thứ ba là tương tự loại đồng lệ. Như nhược hữu thí, linh nhất thiết năng xả đẳng. Bất luận là chính mình, bất luận là thấy người khác, khi thí xả, khi hành bố thí, người khác trông thấy bèn nảy sanh ý niệm. Đối với chính mình mà nói, hết thảy đều có thể bỏ, chẳng có gì không thể xả. Trong tương lai, khi đọc đến phần sau của bộ Đại Kinh này, chúng ta sẽ thấy những thứ ngoài thân, ngay cả quốc gia, ngôi vua đều có thể bố thí. Quý vị nhường cho người khác, đó là thí, thí xả. Vợ con đều có thể bố thí. Chẳng có gì không thể bỏ, bỏ sạch sành sanh. Ở Mỹ, tôi đã thấy một trường hợp rất lạ lùng. Khi đó, ngay cả hàng quán trưởng cũng cảm thấy chẳng thể nghĩ bàn. Tại thành phố Phượng Hoàng, tiểu bang Á Lợi Tăng Na, con trai bà ta là Cao Quý Vũ, có quen một người bạn Mỹ, rất thân thiết. Người bạn Mỹ ấy kết hôn cũng đã vài năm, chẳng có con cái. Vợ anh ta rất thích một người bạn của chồng, người bạn ấy cũng rất thích vợ anh ta. Anh ta rất khẳng khái ly hôn vợ, để vợ lấy người bạn ấy, lại còn đến tham dự hôn lễ. Anh ta nói với người khác, tôi yêu vợ tôi, bạn tôi càng yêu nàng hơn tôi, chăm sóc nàng chu đáo hơn tôi,
anh ta nói, sống với người ấy, nhất định là nàng sẽ hạnh phúc hơn sống với tôi. Có thể xả. Chẳng có tâm riêng tư, đó là thật sự yêu thương. Người thế gian nói yêu là gì? Yêu là chiếm hữu. Chiếm hữu chẳng phải là yêu, mà là ích kỷ. Thật sự yêu thương là hy vọng cô ta sống cuộc đời thật sự hạnh phúc. Có người có thể cho nàng cuộc sống sung sướng hơn ta. Quý vị nói xem, có nên xả hay không? Nếu quý vị chẳng xả, tức là chẳng yêu thương cô ta. Ở Mỹ, nghiễm nhiên có chuyện như thế. Rất nhiều người qua chẳng có cách nào lý giải chuyện này. Nhưng trong Phật Pháp thì có. Vì thế, chẳng có gì không thể bỏ. Cuối cùng là đến những gì? Đầu, mắt, não, tủy. A-la-hán gặp một người nói: Này La-hán, mắt tôi bị hỏng, ông có thể tặng mắt cho tôi hay không? La-hán đáp: Được, ta tu bố thí ba la mật. Liền móc mắt cho người ấy. Người ấy nói: Ông móc trật rồi, tôi muốn mắt phải, chẳng cần mắt trái. La-hán nói: Sao ông không nói sớm? Ông nói sớm, tôi sẽ bố thí con mắt ấy cho ông. Nay tôi mù rồi, cả hai mắt đều mù. Sau khi người ấy có được con mắt, bèn dứt toẹt xuống đất, chung mũi. Không được, con mắt của ông chẳng thể dùng được. A-la-hán bèn nghĩ: Hành Bồ-Tát đạo khó quá. Thôi đi, ta vẫn làm A-la-hán thì tốt hơn. Những người đến thử thách đều là chư thiên. Coi thử tâm địa của người ấy có phải là chân thành, thanh tịnh hay không. A-la-hán công phu vẫn chưa đủ mức, chẳng thể chịu nổi khảo nghiệm, vẫn lui về làm tiểu thừa. Bồ đề đạo khó hành. Bồ Tát phải tu nhẫn nhục ba la mật. Bố thí là tu phước. Nhẫn nhục là thành tựu. Chỉ có bố thí chẳng thể nhẫn nhục. Đối với công đức và phước đức, chắc chắn là chẳng thể thành tựu công đức. Phước đức sẽ đợi đến đời sau để hưởng. Vì thế, chúng ta đọc Kinh Kim Cang. Trong Kinh Kim Cang nói về lục ba la mật, đặc biệt nhấn mạnh hai điều này, tức là bố thí và nhẫn nhục. Hết thảy các pháp do nhẫn mà thành tựu. Cũng giống như vậy, chúng ta thấy người có thể xả tài, biết hết thảy các tài vật ngoài thân đều có thể bỏ. Đó là ngoại tài, thân thể là nội tài. Chẳng có gì không xả được. Hễ xả, tâm sẽ thanh tịnh. Đã bỏ thì chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, giác sẽ hiện tiền. Hễ xả, tâm đại từ bi sẽ tràn trề nảy sanh. Tự nhiên sanh khởi. Đừng nói là phát, phát là do người khác khuyên. Có khuyên cũng chẳng phát ra được. Vì sao? Có chướng ngại. Chẳng thể xả là chướng ngại. Sau khi đã bỏ, sẽ chẳng có chướng ngại. Cho nên tự nhiên hiện tiền. Tài có thể xả, pháp có thể xả. Dù quý bố thí khiến cho hết thảy chúng sanh được an lạc.
là vô quý bố thí. Trong ăn uống, ăn thịt có hai nhân tố. Một là quá khứ nó đã ăn quý vị, hiện thời quý vị ăn nó, đằng này báo đền đằng kia. Kinh Phật có nói nhân tử di dương, dương tử di nhân. Loại khác là đời trước chẳng có oán hận sâu xa với nó như vậy, đời này quý vị mổ xẻ và ăn thịt nó sẽ kết thành oán hận, quan quan tương báo chẳng hết chẳng xong. Loại khác nữa là đối phương đã giác ngộ, quý vị ăn nó chẳng hận quý vị. Vì sao? Đền trả nghiệp báo, nó đã hiểu rõ. Sau khi nó giác ngộ, chẳng còn nghĩ báo thù, nó liền siêu thăng. Hoặc là sanh vào nhân đạo, hoặc là sanh trong thiên đạo, đã vượt thoát. Cũng có kẻ niệm Phật giảng sanh tịnh độ. Quan hệ trong lục đạo rất phức tạp, chớ nên không biết. Hãy đọc kinh cho nhiều, nương theo kinh giáo để tu học, dần dần quý vị sẽ thông hiểu. Hôm nay đã hết thời gian rồi.